trong khi kiểm tra, giám định nguyên nhân vụ sập nhà 4 tầng ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan chức năng đã phát hiện căn nhà kế bên đang bị nghiêng lệch theo hướng sang căn nhà vừa bị sập. Chính quyền quận Bình Thạnh đã giám định nguyên nhân, giải quyết sự cố sập nhà tại số 133/1 đường Bình Quế, phường 27. Trong lúc căn nhà đang sửa chữa cải tạo thì bất ngờ bị đổ sập vào trưa ngày 24 tháng 9. Thời điểm này có 9 người gồm 6 người thợ và 3 người trong gia đình ở trong nhà. Sau khi căn nhà ngã sập, có 2 người thoát ra được bên ngoài, 7 người mắc lại bên trong phải nhờ đến cơ quan chức năng ứng cứu. Hiện có 2 người đã được điều trị tại bệnh viện. Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh phối hợp trung tâm quản lý nhà và giám định xây dựng tiến hành khảo sát sơ bộ hiện trường các căn nhà lân cận. Kết quả, ngôi nhà kế bên đã bị nghiêng lệch theo hướng sang phía căn nhà vừa bị sập.